Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai trên kênh VTV Tiên. Thưa quý vị và các bạn, tình trạng rét buốt vẫn còn kéo dài trong nhiều ngày tại Bắc Bộ. Trong ngày hôm nay, trời vẫn tiếp tục có nắng sớm với nhiệt độ vẫn duy trì từ 23 đến 25 độ. Tình trạng hanh khô tiếp tục tồn tại, độ ẩm thấp dưới 45%. Từ nay trở đi, nhiệt độ ban đêm ở Bắc Bộ trời rét buốt hơn. Tình trạng rét đậm rét hại chỉ còn ở các tỉnh vùng núi phía Bắc nên nhiệt độ thấp nhất trong ngày cũng ở ngưỡng từ 10 đến 13 độ, chỉ vùng núi cao là dưới 7 độ. Còn đối với khu vực Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ, nhiệt độ từ 11 đến 14 độ. Dự báo đợt rét đậm rét hại này kéo dài đến ngày 12 tháng 12 và sẽ có thêm 1 đến 2 đợt không khí lạnh mới mạnh tiếp tục tràn xuống Bắc Bộ. Đới gió Đông Bắc hoạt động mạnh nên ở miền Trung trong ngày hôm nay, khu vực từ Thừa Thiên Huế trở vào cho đến Bình Định có mưa rải rác nhẹ với lượng mưa từ 10 đến 20 mm, nên làm cho nhiệt độ khu vực này chỉ từ 23 đến 26 độ. Khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào cho đến Quảng Trị với nhiệt độ từ 22 đến 25 độ, trời nắng ráo. Còn khu vực các tỉnh từ Phú Yên trở vào cho đến Bình Thuận, trời cũng nắng ráo nhưng nhiệt độ lại cao hơn một chút, chỉ dao động trong ngưỡng từ 27 đến 29 độ. Dự báo từ ngày 8 tháng 12 trở đi, do ảnh hưởng của dao động của đới gió đông nên khu vực từ Quảng Bình trở vào cho đến Khánh Hòa sẽ có mưa nhiều nơi. Lưu xuống thời tiết phía Nam, khối không khí lạnh vẫn tiếp tục duy trì mạnh. Thời tiết đáng lưu ý là nhiệt độ về đêm và sáng sớm ở hai khu vực này. Ở khu vực Tây Nguyên, trời rét với nhiệt độ thấp nhất dao động trong khoảng từ 15 đến 18 độ, có nơi dưới 15 độ. Còn tại Nam Bộ, se lạnh với nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ. Nhưng có gió Đông Bắc thổi đều, mặc dù trời nắng, nhưng nhiệt độ ở khu vực trên vẫn không cao, phổ biến trong ngưỡng từ 24 đến 27 độ tại khu vực Tây Nguyên và từ 29 đến 32 độ tại khu vực Nam Bộ. Trên biển, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ngày và đêm nay, vùng biển từ Quảng Ngãi đến Cà Mau, khu vực Bắc Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía Tây của khu vực Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển phía Tây của quần đảo Trường Sa, có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động, sóng biển cao từ 2 đến 5 mét. Ngoài ra, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp nên ngày và đêm nay, khu vực Nam Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Như theo mô hình dự báo sớm, thì khoảng đầu tuần sau, trên khu vực vùng biển phía đông của Philippines sẽ hình thành một xoáy thuận nhiệt đới mạnh lên thành bão với sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 11. Dự báo trong những ngày sắp tới, bão có thể di chuyển theo hướng Tây Bắc, hướng vào Biển Đông và có thể đổ bộ vào đất liền. Mọi diễn biến tiếp theo, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật trong các bản tin sắp tới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.